Rồi, chào tất cả anh mật thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Giờ ngày 8 tháng 5 thì video tổng cộng lên được 23 mẫu cần nha. Giới thiệu sơ lược chuyển dòng như 23 khúc. Đây cho mình con ngâm lan xe, độ cứng cao 80. Có một cần một khúc hai chia cho mình con bè. Còn này cần carbon giá rẻ nha, 1.7. Cần fly có suối, một số cần cắm gốc. Đây thì sẽ có cần cắm gốc và cần lô nha, cần hình M27 cho mình. Được rất đẹp nha, đây qua. Một số cần hai chia thì có những dòng như là Gamakatsu. Cần tay thì có rắp khúc, có hạ lóng nha. Và cần tay 9m95 zoom cho mình. Cần dây trong và một số cần lục thì có đai qua lông bem, hai dao khuyên xích và một số cần tay thì ISO cho mình nha. Thì chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp là 0923 534 779. Tất cả bên em là hàng Nhật Bản đã qua sử dụng. Thì em sẽ báo rõ tình trạng và cần cho nên anh em tham khảo kỹ trên video nha. Cho một tùy theo giá tiền thì em sẽ báo rõ tình trạng của mình kỹ hết ạ. Ship có toàn quốc, mình nhận hàng đồng kiểm, bên em đóng nước đầy đủ hết. Thì mã số 1 thì ở đây sẽ có mình con cần tay lóng ngắn nha. Đây một cái cần tay lóng ngắn. Cái này của hãng là Alpha Tackle, độ dài con này là 4m, hàng Korea cho mình. Đi kèm cho là 9 lóng như này, 9 set 9 lóng. Tay cầm thì sau này nó được làm nhám nha. Và chỗ này thì carbon này, carbon trơn, chỗ này thì được làm nhám. Trong 4m, cứng tầm khoảng 13H. Những dòng thì nhỏ nhẹ, thích hợp anh em bỏ ba lô, cốp xe mà đi du lịch. Ngọn cầm là 0.8 ly. Cần ra thẳng nha, độ cứng là 4H, 3H cho mình. Tổng cộng 305H cho mình á. Đây, lóng lít còn đẹp này. Phơi con mình là phơi carbon xoắn vân toàn thân hết. Đây, tổng thể cái lóng rất là mới. Độ dài là 4m, độ cứng tầm khoảng 3H nha. Con này thì rất là nhẹ luôn. Đây, tổng thể này. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 105g. Mã số 1. Con này thì giá là 400 nha, 400 ngàn. Thu gọn của cần là 55cm. Ship có toàn quốc 30 ngàn một đơn, 400 nha. Mã số 2 thì sẽ có một con cần ISO. Con này thì cần ISO khoen nhỏ. Cần này của hãng là Olympic nha. Đây, độ dài của cần là 4m5. Tổng thể thế này, Olympic dòng GR, hàng nội địa Nhật. Đây, dàn khoen con này là dàn khoen Fuji nha. Đây, khoen của nó thì là khoen Fuji. Nó sẽ lai một số khoen xứ xám và khoen trắng cho mình. Con này thì ngọn cần thì ngọn lớn, 1.6 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng độ cứng 3. Đây, 4.5 độ cứng 3. Thì ngọn sẽ kèm một, có hai khoen chạy này. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Tổng thể những dòng thì sẽ có xây xước nha. Đây, xước này, xin chăm theo cần. Cần là cần carbon. Thì những cái dòng ISO này á, bên anh em muốn hạ tay á, thì vẫn hỗ trợ hạ cần tay cho mình hết nha. Đây, sẽ có xây dước, xước dầm thế này. Độ dài là 4m5, độ cứng ra cho mình tầm khoảng độ cứng 2 đến độ cứng 3. Tính theo cần ISO khoen nhỏ. Thì pad có đài pad cập nha, Fuji F7 pad đồng cho mình. Tay cầm thì được cuốn chỉ này. Đây, tổng thể. Trọng lượng con này thì cân được là 270g, mã số 2, giá 400 như này, 400 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 3, số 3 thì ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, carbon. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 1 nha. Trong cứng 1 thì thật là bình câu cảm giác thôi. Cái này cũng dòng là Rosa Carbon. Rosa Carbon thì đa số là hàng nội địa Nhật hết. Và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji xứ xám. Con này thì đây là cắt ngọn nha. 5m4 thì hiện tại nó còn cho mình tầm khoảng 5m2 hơn á, 5m2 mấy á. Thì ngọn hiện tại của nó thì ngọn lớn, nó cắt bớt cho mình cho cứng. Thì ngọn là ngọn 1.5 ly. Thì ngọn sẽ kèm 1, 2 khoen chạy này. Đây, phôi của mình là phôi carbon nha, xoắn vân. Trong con này thì nước còn sơn rất đẹp này. Thì được cắt ngọn bớt cho nó cứng cho mình rồi. Thì em sẽ báo rõ tình trạng nha, tại vì hàng bãi nó có sử dụng. Thì người chủ trước á, nó xài thì nó muốn cắt hay nó thay khoen gì á, thì em sẽ báo rõ hết. Đây, thì tùy theo giá của mình thôi. Rồi, phôi carbon xoắn vân, khoen pad là khoen pad Fuji. 5m4 độ cứng 1 cho mình. Con này trọng lượng của cần thì cần được là 220g. Mã số 2, giá 400 như này, 400 ngàn cho mình. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ nha, về dây mây cầm rất chắc tay, bắt cập Fuji F6, giá là 400 ạ. Tiếp theo mã số 4, số 4 thì ở đây sẽ có một con ISO khoen lớn, con này thì của hãng là Suyumi. Thì con này ISO khoen lớn, độ dài con này là 5m3, độ cứng 4. Thì ISO khoen lớn thì đa số của mình á, thì là khoen lớn này và bắt là bắt vặn hết nha, bắt vặn Fuji DPS. Khoen lớn thì gắn máy lớn thì mình vặn cái vặn này nó mới chắc chắn được, còn máy nhỏ thì mình gập thôi. Đây, tổng thể thế này. Độ cứng 4, khoen pad Fuji, ngọn con này thì ngọn lớn, đo cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây, ngọn cần là ngọn 2 ly. Ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này, có 2 khoen chạy nha. Và phôi con này là phôi carbon xoắn vân, 1, 2, 3 khoen chạy cho mình. Đây. Trong tổng thể thì con này còn rất là mới, Suyumi hàng Nhật Bản như này. Đây. Đây là cần cổ rất đẹp này. Những cái dòng này anh em đánh lục độ cần nha, đánh lục độ cần, gần bờ hay mình sang hàng được cho mình hết. Suyumi ISO khoen lớn 5m3, độ cứng 4. Con này trọng lượng của cần thì là 440g, ngọn 2 ly, mã số 4. Giá của nó là 700 nha, 700 ngàn. Những con này hạ tay xuống rất là cứng, đến chép vào tầm khoảng 5-7kg thoải mái nha.
Vâng, tiếp theo thì sẽ số một số cần sốc cho mình đánh lọc đầu cần và công ngâm cô đơn. Cần tiếp theo thì mã con này là mã số 5, là cần cái này của dòng mà Shimano nha này. Đây dòng Shimano Holy Spin. Độ dài con này là 3m, độ cứng 15, hàng của bên này hàng nội địa Nhật này. Đây tên và đầy đủ hết. Độ cứng 15 thì cũng dạng vừa thôi. Đây của Shimano nha. Bài con này là bắt gập Fuji F6, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, khoen lớn nha. Đây xứ xám cho mình. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn 2 ly độ cứng 15. Thì ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này. Hai khoen chạy nha. Đây. Phôi là phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này nha. Cần thì có rất là sáng. Thích hợp mình câu đơn câu ngâm. Con này những dòng thì lô rút vẫn được cho mình ạ. 3m độ cứng là 15. Con này thì phôi nhẹ thôi. Trọng lượng của nó là 150g, ngọn 2 ly. Mã số 5, giá con này 500 như này. Đây 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 6. Số 6 thì sẽ có một con cần dạng cần súp đánh lập độ cần cho mình luôn. Cần súp mã số 6 là cần này của hãng là Simat. Độ dài con này là 3m6, độ cứng là 20. 20 thì cũng dạng vừa, không cứng này. Cảm giác cho mình nha. Bắt là bắt gặp Fuji F7, dạng khoen là dạng khoen Fuji. Đây khoen lớn cho mình, khoen xứ xám nha. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Đây ngọn 2.3 ly. Thì ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này, hai khoen chạy nha. Đây là khoen Fuji xứ xám hết. Phôi của mình là phôi carbon. Đây phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể này nha. Phôi carbon xoắn vân. Tụi mình cần có rất là sáng này. Đây. Đây sẽ đóng sẽ bị chống nổ hết. Độ dài là 3m6, độ cứng là 20, đánh lập độ cần, công ngâm cô đơn, khoen pad Fuji của hãng Simat. Trọng lượng con này thì cần được là 290g, mã số 6, giá con này là 600 như này. 600.000 cho mình ạ. Đây cần rất là đẹp và mới nha. Bắt gặp Fuji F7 này. Đây. Tiếp theo mã số 7, số 7 thì sẽ có một con cần súp. Con này cũng dạng đánh lập độ cần và gần bờ cho mình. Cần súp carbon, con này cái độ dài của cần thì dài hơn, 39 nha. 39, con này có mã code cho mình này. Tổng thể thế này. Con này thì của dòng là OKK như này, hàng Nhật nha. Đây hàng Nhật bãi cho mình. Nắp chụp thì sẽ vặn inox, độ dài cần 3m9. Bắt gặp Fuji F7, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 23 đến 25. Đây phôi carbon xoắn vân nha. Ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này, 2. Hai khoen chạy nha. Khoen Fuji xứ xám. Và phôi con này thì phôi carbon xoắn vân. Ở trong thì còn rất là đẹp. Rất là sáng và đẹp nha. Trông rất đẹp, đây có đóng sơ mi chống nổ này. Đây tổng thể cần thế này. Thì tổng thể thì sẽ có sản chiếc dăm nha. Cái này thì chiếc dăm, chiếc sơn ngoài thôi. Còn lại thì ok hết. Độ dài là 3m9, độ cứng tầm khoảng từ 23 đến 25. Khoen pad Fuji xứ xám. Đánh lọc độ cần gần bờ, trọng lượng của cần là 360g, mã số 7, giá con này là 700.000 cho mình ạ. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì sẽ có một con cần lục. Con này của hãng là Ryobi. Độ dài của cần là 4m5, độ cứng là 25. Con này hàng của bên này hàng Korea nha em. Đây Made in Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code này. Mã code và tem đầy đủ đây. Đây, Ryobi cho mình. Bái con là bắt gặp Fuji F7, dàn khoen của bên này là dàn khoen Fuji xứ xám. Đây, tổng thể thế này nha. Cứng 25 thì tầm khoảng AX cho mình thôi. Đánh lọc độ cần gần bờ. Ngọn tới đo cho mình là ngọn 2.4 ly thì ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này. Hai khoen chạy nha. Đây là khoen Fuji xứ xám. Tổng thể thì các lóng thì còn ok hết. Đây, phôi carbon xoắn vân. Lóng liếc ok nha. Con này thì 4m5 thì nó sẽ kèm cho mình 5 lóng nha. 5 lóng cho mình. Còn 3m6 cho 3m9 á thì đa số là 4 lóng thôi. Đây, 5 lóng nha. Để đóng sẽ bị chống nổ này. Đây, khoen pad Fuji xứ xám. 4m2 độ cứng 25, cần của hãng là Ryobi. Con này trọng lượng của cần thì cần được là 420g, mã số 8, giá là 850.000 nha. Đây, 850.000 cho mình. Tiếp theo mã số 9, số 9 thì sẽ có một con cần lọc 3 khúc. Con này rất đẹp như này, cần lọc 3 khúc, cần này có dòng là long bem. Đây, đây qua long bem nha, đây qua long bem. Độ dài cần là 4m05, độ cứng là 27, 27 ra cho mình tầm khoảng 1 DX nha, DX 27. Phôi là phôi carbon xoắn hai giá này, toàn thân. Và dàn khoen là dàn khoen full sheet này, khoen đề gập nha. Đây khoen gập cho mình. Con này sẽ kèm cho là có 4 khoen, hai khoen đề 3 dưới lên đó là hai khoen gập. Còn hai khoen còn lại là hai khoen ba chân này, khoen sheet hết và phôi hai da. Còn trên này thì cái đầu bù rất là lớn nha. Đây cái đầu bù chống xoắn rất là lớn cho mình, đóng sẽ bị chống nổ hết. Có độ cứng tầm khoảng 1DX 27 thì nó cứng tầm khoảng và cần rút là 30 nha. Nó cứng ngang cần rút 30 cho mình. Ngọn cần thì ngọn lớn, đo cho mình là ngọn 3 ly. Và phôi con này thì phôi carbon xoắn hai da toàn thân này, thì gốc tới ngọn nha. Cái này ánh điện á, thì nghe thấy không rõ cho anh em ra ngoài sáng á, thì nó sáng hết. Đây, rất là đẹp và mới này. Tổng thể thì con này còn mới nha nè. Hàng của mình là Daiwa Carbon Wicker, nội địa Nhật Bản. Đây. Bãi của mình là bắt gặp Fuji F7. Thì những cái dòng này bên đây vẫn hỗ trợ
bát xuống nha, hạ bát xuống tầm khoảng 25-30 gì đó. Anh em muốn hạ bát em hỗ trợ hạ bát miễn phí. Đây, cái này thì nó sẽ có cái này đó, cái sensor này là cái chỗ mà để anh em mình định vị lóng á, dắt vào nó khỏi bị lịch khoen á. Là tổng thể có rất là mới nha. Thì con này 4m05 cứng 27 với cần 3 khúc thì nó sẽ cứng tầm khoảng 1 cm đối với cần rút. Thì đánh lục anh em đánh tầm khoảng từ 35 40m độ lại là vừa. Đây cần rất đẹp nha, khoen xít hết. Trọng lượng của cần thì cần được cho mình là 440g, ngọn 3 ly, mã số là mã số 9 nha anh em. Giá con này là 2.600.000 nha, 2.600.000 ạ. Đây, hai khoen thì ba lần cần gập nha. Rất là mới. Tiếp theo mã số 10. Số 10 thì ở đây sẽ có cho mình một con cần rút nha này, cần rút dây trong. Con này thì đánh bạo lực cho mình này. Con này anh em mà làm cần tay hay mình câu ngâm câu đơn rất là ok. Cần rút dây trong, độ dày là 3m3, độ cứng 80 nha. 80 hàng Nhật Bản cho mình, 80 thì dạng vượt cứng rồi. Ngọn con này thì ngọn rất là lớn, đo cho mình là ngọn 3.8 ly. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full xích này. Đây, nước sơn thì màu trắng nha. Này, tổng thể thế này. Ở trong lóng thì còn rất là đẹp. Con này sẽ kèm cho là có 1, 2, 3 và 4 lóng nha. Đây cái lóng dưới này thì có lóng zoom này. Anh em zoom ra được nha. Đây, nó rơi cho mình tầm khoảng từ 2m7 đến 3m3 cho mình. Đây, cứng 80 nha. Đánh bạo lực cho mình được ạ. Những cái dòng mà thì em đánh cá lớn nha. Đây cá lớn cho mình được vô tư hết. Rồi dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji và bát đập bất vạn Fuji DPS, tay cầm thì bằng cán mút, sau này thì bằng carbon. Vậy có đúng cao su đầy đủ cho mình. Trọng lượng con này thì dày 350g nha, phôi dày cho mình, ngọn 3.8 ly, mã số 10, giá 500.000. Đây 500.000 nha, về câu đơn công gầm được cho mình. Đây mình đánh dây trong nha. Mã số 11 thì sẽ có một con cần dây trong 2 khúc. Con này cần dây trong 2 khúc. Con này thì cần của hãng là Suzumi. Độ dài con này là 2m4, độ cứng là 50. Thì nhà Suzumi là hàng nội địa Nhật nha. Đây tem và đầy đủ. Thì con này tính theo cần lô thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng từ M đến MH. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly, độ cứng 50. Phôi carbon xoắn vân nha. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji hết. Đây, khoen Fuji nha. Con này thì bán cho anh em mình về mình lên khoen nha. Bán cho mình lên về mình lên khoen. Mình câu ngâm câu đơn đều được này. Suzumi 2 khúc 2m4 50. Tay cầm thì bằng cán bút và bát là bất vặn nha. Bất vặn Suzumi chính hãng. Sau này sẽ có một cái bộ bảo hiểm ở đây. Tổng thể thế này. Cần là cần 2 khúc nha. 2 khúc con này thì mình về lên khoen. Anh em mình thích thì mình đánh gì trong muốn được cho mình. 2m4 50. Trọng lượng của cần thì cần được là 250g, mã số 11, ngọn 2.4 ly, giá 400 nha này. 400.000 cho mình ạ. Tiếp theo mã số 12. 12 thì ở đây sẽ có một con cần tay. Con này cần tay đắp khúc có hạ lóng nha. Thì con này sẽ phụ kiện sẽ kèm cho là một cái bao vải màu xanh này, bao vải màu xanh, một cái hạ lóng. Và sẽ kèm cho mình có hai cái đắp chụp này, hai cái đắp chụp zin cho cần nha. Đây, đắp chụp rất là đẹp nha. Có bông cho mình. Thì con này mà anh em ráp vào hết á thì độ dài cần là 6m3. 6m3 nha. Để em lấy tất cả các lóng cho mình xem. Những cái dòng này thì mình câu đơn cũng ngâm được này. Đây. Đừng chép cho này. Tổng thể này. Con này thì anh em ráp hết vào á thì là 6m3. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng từ 2-3 h thôi. Tầm khoảng 3 h cho mình thôi. Tay cầm thì được quấn chỉ, thì những cái dòng này là hàng nội địa Nhật này, đây tem và đầy đủ. Và phôi con này thì phôi carbon xoắn vân rất đẹp nha. Đây, phôi carbon xoắn vân rất đẹp cho mình. Nó sẽ có khảm sơn mài hết này. Đây còn mới cứng. Thì ngọn con này thì đo cho mình là ngọn rất là nhỏ như này. Ngọn cần thì tầm khoảng 0.8 ly thôi. Ngọn con này thì dạng là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn long phụng. Và phôi là phôi carbon xoắn vân. Đây. Cực rất đẹp nha. Thì con này có hạ lóng. Anh em hạ lóng thì mình bỏ cái lóng gốc ra. Để mình chắc cái mình nghe đây thôi. Nghe đây thì là độ dài 5m4 nha. 5m4 cho mình. Đây. Đây là có hạ lóng nha. Đây là 5m4 thì đánh ngang đây. 5m4 sẽ là 2 4 và 6 lóng. Còn mà đến 6m3 thì 7 lóng nha. Đây, tổng thể thế này. Cần thì có rất là sáng và đẹp. Con này thì trọng lượng của cần á thì cần được nha. Nên anh em mình lắp hết vào là 6m3 thì nó sẽ nặng cho mình là 200g. Còn anh em lắp vào 5m4 á thì chỉ có là 170g thôi. Đây. Con này thì mã số là mã số 12, giá là 1 triệu nha này. Đây, giá là 1 triệu cho mình nha. Có hạ lóng ạ. Trong con này mua sưu tầm rất đẹp nha. Anh em mình rô zip đánh chép này. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần tay lóng dài. Con này thì của hãng là Suzumi. Con này độ dài của cần là 9m nha này. Con này 9m nha, có chế độ zoom là 9m rưỡi này. Nó rất là tiện nha, 9m và 9m rưỡi. Thì những dòng Suzumi đều là hàng nội địa Nhật cho mình này. Con này thì thích hợp anh em mình câu cá sặc rằn nha. Rồi 9m, 9m rưỡi thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây, cái đầu bu 360 độ chống xoắn cho mình này. Chống xoắn là ngọn 1.6 ly. Độ cứng con này thì nó cần ra tương đối thẳng nha, rơi cho mình tầm khoảng từ 5 đến 6 h. Và ngọn rất đẹp nha, phôi carbon xoắn vân này. Tất cả các lóng của mình con này có rất là sáng. Những dòng mà thì thích là mình có cái sạc răng thôi, cái sạc răng nha, hợp lý cho mình ạ. Cần rất là nhẹ, 9m, 9m rưỡi của Suzumi, hàng nội địa Nhật.
lóng liếc đẹp nha. Nói chung là cô cách sẵn sàng thì anh em cầm trên tay cả ngày á, thì đa số là phải cần nhẹ cho mình. Con này thì đây, anh em muốn câu 9 mét thì mình để ngang đây, còn mình muốn câu 9 mét rưỡi thì mình rút lóng zoom ra luôn. Đây, lóng zoom ra là 9 mét 5 nha. Đây, 9 mét 5 cho mình. Zoom úp này, 9 mét 5 này. Đây, tổng thể này, có hai chế độ ạ, rất là tiện nha. Anh em muốn câu nhiều và đền hơn, hoặc 9 mét thì muốn dài thêm xíu á, 9 mét rưỡi rất là tiện. Con này trọng lượng cần rất là nhẹ nha. Con chỉ có là cho mình là 320 gram thôi. Để cho mình xem phôi. 320 gram nha. Con này có mã số là mã số 13, ngọn con này thì ngọn 1.6 ly như này. Ngọn 1.6 ly. Có tầm khoảng từ 5 đến 6 h, ở trong phôi của nó thì tương đối không mỏng, không dày và không mỏng lắm này. Đây phôi carbon xoắn vân toàn thân. Con này có mã số cho mình là mã số 13, giá là 1.800.000 nha. Xiaomi 9 mét zoom 9 mét 5, trọng lượng chỉ có 320 gram. Hàng của bên hàng nội địa Nhật nha. Tiếp theo thì sẽ có một con cần Heichi, con này hai khúc thích hợp cho mình câu bè. Con này thì của dòng Gamma như này, Gamma Caster. Đây tổng thể thế này. Thì phụ kiện sẽ đi kèm cho một cái bao vải zin theo cần này. Đây Gamma Caster. Độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 25 nha, 25, độ cứng 25 của dòng Max 2. Thì con này tất cả khoen của mình đều là khoen full sheet 3 chân hết. Ngọn của mình thì là ngọn đặc, ngọn tháp. Độ cứng là độ cứng 25, 2m4, 25 thì cũng dạng vừa nha, không cứng và không mềm lắm. Và hỗ trợ một cái đầu bu full sheet chống xoắn này, Gamma Caster. Ngọn có đây thì là ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn thì đo cho mình là ngọn rất là nhỏ, nó rơi cho mình tầm khoảng từ 1 đến 1.2 ly thôi. Đây chỉ là 1 ly nha, xuống đây một xíu là 1.2 ly. Nói chung ngọn rất là nhỏ. Và dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet 3 chân hết, phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Cần rất là mới và đẹp. Tay cầm con này á thì được bọc bằng da, phát thì phách vặn này, Fuji chữ vàng. Sau này thì bằng cán gỗ nha. Cán gỗ thì nó bọc lại cái ni lông này này cho nó khỏi bị cũ như này. Đây, hàng Nhật chứ bên đó. Đã làm chăm sẵn cho mình rồi. Tất cả dàn khoen này dàn khoen full sheet thích hợp mình câu bè, câu ngâm đều được cho mình ạ. 2m4, cỡ là 25. Trọng lượng con này thì cân được là 210 g, mã số 14, giá là 1 triệu như này. 1 triệu cho mình ạ. Tiếp theo mã số 15. 15 thì sẽ có một con cần cắm gốc. Con này thì đây mình câu ngâm câu đơn, câu zip biển đều được này. Đây một con cần cắm gốc nha, bạo lực cho mình. Cần cắm gốc carbon, con này cái độ dài của nó là 2m15. Hàng của mình là hàng Korea như này. Đây made in Korea cho mình này. Tổng thể này. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút và bát con này thì bắt vặn nha, bắt vặn Fuji DPS. Đây. Thì mình câu ngâm câu đơn. Con này thì 2m15, ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha. Đây, ngọn con này thì là ngọn đặc thủy tinh cho mình này. Ngọn đặc thủy tinh nha. Và dàn khoen này dàn khoen Fuji 3 chân. Đây, 3 chân loại xứ đá xám hết này. Đây, ngọn này ngọn đặc thủy tinh hết. Đây, tổng thể thế này. Thì cái đầu bu nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full sheet chống xoắn này, ngọn rất là lớn. Con này thì tổng thể thì còn nguyên bản nguyên zin. Ngọn của nó là ngọn đặc cộng tháp nha. Ngọn đặc nha này, nhìn ngọn đặc thủy tinh hết luôn. Toàn thân như mình. Con này trọng lượng của cần á thì cần được cho mình là 350 g, ngọn lớn 2.7 ly, mã số 15, giá 850 như này. 850.000, con này tính theo cần lô thì nó cứng tầm khoảng vào M đến MH, còn tính theo cần hai khúc á rơi cho mình tầm khoảng vào 580 nha. 80 cho mình. Cái ngọn đặc thì anh em mình câu thoải mái nha, bò cá tại ga luôn. 850 ạ. Rồi tiếp theo thì sẽ có cho mình con cần lô, con này thì cần lô hai khúc, cần của hãng Daiwa. Cái này có mã số cho mình là mã số 16, là cần hai khúc của dòng Daiwa. Dòng này thích hợp với này mình câu zit câu biển này. Đây câu zit câu biển nha, zit mồi vừa này. Độ dài là 2m7, 9 feet là 2m7, độ cứng là M. Zit gin. Hàng có bên được những cái dòng này á thì hàng mới, hàng China xuất Nhật nha. Đây gia công China cho mình. Có mã code này và tem vào đầy đủ hết. Con này thì giá mới của cần nó rơi cho mình tầm khoảng gần 3 triệu như này. Thì để cho mình giá tốt thôi, con này thì mới hầu như chưa sử dụng qua luôn, thì nó sẽ kèm không có phụ kiện, nó mất cái hộp thôi. Còn lại ok hết. 2m7 thông số lô cho mình là từ 10 đến 60g. Thế này mình zip mồi nhẹ này, thông số tải cá là từ 12 đến 25 LP thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào 12 đến 13 kg cá. China xuất Nhật nha, có mã code đầy đủ. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet 3 chân hết. Khoen đề ba là khoen lớn, khoen 40. Có này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly nha em. Cần thì nguyên bản nguyên zin. Đây, double full sheet chống xoắn. Đây 2.2 ly. Trong cần thì còn rất là mới và đẹp nha. Con này thì trong hàng line nail thì nó chỉ thiếu một cái hộp cho mình thôi. Anh em mình không cần hộp thì mình lấy những dòng đấy là tốt nha. 27 cứng M, tay cầm thì bằng cán mút, bắt được bạn đây qua chính hãng này. Đây tem vàng đầy đủ nha. Rất là mới. Khoe full sheet 3 chân hết. Ngọn của nó là ngọn 2.2 ly, 2m7 cứng M, trọng lượng con này là 200 g, mã số 16, giá 2 triệu nha. 2 triệu cho mình, những dòng thì mình có thể đánh ra nhớ hơi nhớ thật đều được hết. Dứt biển thì mình dứt mồi nhẹ thôi. Mát tầm khoảng vào 6 đến 100 g, 100 g là vừa. Rồi tiếp theo thì ở đây sẽ có cho mình con cần fly nha em, con cần fly cho mình câu suối nha. Đây, cần fly câu suối. Cần fly carbon, con này thì của dòng là camper nha. Đây camper. Độ dài con này là 8 feet là 2m4, độ cứng ở đây cho mình tầm khoảng một thang 5. Đây chất liệu carbon nha.
tổng thể thế này có rất đẹp, hai cái bàn đằng nội địa Nhật này để có tem và đầy đủ hết. Thì phần này thì cái máy nằm sau này nha em, thích hợp mình câu suối rất là nhẹ nha, câu những con cá nhỏ cho mình thôi. Đây, tay cầm thì bằng cán mút trên này thì còn rất là nhẹ nha, thăng 5 thì nó rơi cho mình tầm khoảng và UL đối với cần lua cho mình thôi. Khoen D3 thì là khoen 3 chân inox lớn nha, còn tất cả khoen còn lại thì khoen inox nhỏ. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly thì những cái dòng rất là siêu nhẹ nha. Thăng 5 thì nó thuộc chạm của cảm giác thôi. Câu cá suối cho mình. Đây, tổng thể thế này. Đây, cần rất sáng và đẹp nha. Con này 2 meter mà rất là nhẹ nha em, trọng lượng của nó chỉ có là 95g thôi, ngọn tầm khoảng từ 1.7 đến 1.8 ly. Mã số 17, giá là 600 nha, 600.000 cho mình. Những con này mình thích thì mình về lên khoen, mình câu lua UL cũng được nha. Rất là mềm, 2 meter. Đây, cần fly câu suối cho mình ạ. 600. Và tiếp theo thì sẽ có một con này thì cần he chi một khúc nha, cần carbon để he chi cho mình câu bè. Con này thì cần mã số cho mình là mã số 18. Độ dài của cần là 1m7 này, 1m7. Đây, tổng thể thế này. Sau này thì sẽ có một cái để cho em tì tay và bán là bắt gặp Fuji F6, dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân. Đây, loại xứ xám nha, 3 chân xứ xám. Cái ngọn trên này thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Đây, ngọn đặt ngọn tháp. Thì con này thì ngọn của cần rất là nhỏ, trên này tôi đo cho mình tầm khoảng 1 ly thôi. Cái đầu Fuji này súng xoắn. Còn trên này thì là dạng như là cần Ikeda. Con này thì độ cứng của nó tính theo cần Heichi, nó cứng tầm khoảng độ cứng 10 cho mình thôi nha. Nó rất là mềm. Thế đây bây giờ mình câu bè, bỏ trên thuyền mình câu bè câu ngâm này. Rất là ok nha. Cần là cần carbon ngọn đặt ngọn tháp. 1m7 thì những cái dòng này vẫn tính ship là 30.000 một đơn cho mình thôi. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 160g, mã số 18, giá 400 nha này. 400.000 cho mình ạ. Tiếp theo mã số 19 thì sẽ có một con cần, con này thì dạng là Ikeda cho mình rồi. Đây, Ikeda Heichi nha, rất là mềm, dạng Ikeda. Cần này thì độ dài của cần là 1m8 nè, 1m8 của sòng carbon, hàng nội địa Nhật này, đây có tem vàng đầy đủ đây. Ngọn của mình thì là dạng là ngọn đặt ngọn tháp và khoen của nó là khoen Fuji 3 chân xứ xám này. Đây, tổng thể thế này. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn nhỏ, ngọn của nó chỉ là 0.8 ly thôi. Đây, 0.8 ly. Con này dạng là Ikeda nha này, Ikeda Heichi, nó cứng tầm khoảng độ cứng 8. Thế là bạn em câu cảm giác câu bè thôi. Này, tổng thể thế này. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ từ trên này xuống luôn, cho nên mình cầm chắc tay. Sau này sẽ có một cái miếng gỗ nha, cho nên mình tì tay này. Thì bán con này là bắt gặp Fuji F6 dạng Ikeda Heichi, cho mình câu bè câu cảm giác 1.8. Trọng lượng của cần thì cần được là 140g, ngọn 0.8 ly, mã số 19, giá 500 nha. Đây, 500.000. Tiếp theo mã số 20 thì sẽ có một con cần hai khúc. Con này thì cần hai khúc của sòng Horlock nha này. Đây, cần rất là mới và đẹp. Độ dài của cần là 2m1. Con này hàng có mình là hàng nội địa Nhật nha. Đây, tem và đầy đủ hết. Tổng thể thì còn rất là mới này. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây, ngọn của cần là ngọn 2 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80 thì chuyên dụng cho để mình đánh chép này. 2m1 nha. Đánh chép, đánh ao sông hồ tự nhiên đều được này. Cá tầm khoảng từ 7 đến 10 kg thoải mái nha. Đây, cần rất là mới và sáng. Nhưng mà thích khổ 2m1 á. 2m1 đánh con này rất là ok này. Tay cầm thì cán mút. Bắt là bắt vặn Fuji chữ vàng. Sau này sẽ có một cái cán mút nha. Đây, ngọn của thì ngọn rộng như này. Thì những cái đa số cần á, ngọn thì đều là ngọn rộng hết. Những cái con này mà ngọn đặc thì tinh á thì em sẽ báo rõ cho mình, còn trung bình thì đa số là ngọn rộng cho mình hết nha. Trọng lượng con này thì cân được là 210g thôi, rất là nhẹ luôn. Mã số 20, giá 750 nè, 750.000. Đây, con này còn mới cứng nha, khoen pass Fuji hết. Tiếp theo mã số 21 thì ở đây sẽ có một con cần hai khúc. Con này thì cứng, chuyên dụng mình đánh là kata các chim mà được này. Độ dài của cần là 2m4. Cần này thì của hãng là Suzumi, hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật này, cần carbon. Cốc sau này thì nó sẽ có xây xước này, giải sức sơn. Và ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Con này mà đến cắt ra cắt chim á thì thoải mái cho mình luôn. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Khoen của mình là khoen Fuji xứ xám hết. Đây, tổng thể thế này. Dàn khoen này dàn khoen Fuji loại xứ đất xám hết. Tay cầm con này thì bằng cán mút và pad là bắt vặn này, Fuji chữ vàng, độ cứng tầm khoảng 80. Sau này sẽ có một cái dây buộc cho mình ở đây. Tay cầm cán mút 2m4 Suzumi. Những dòng này anh em cắt ra tầm khoảng từ 10 đến 20 kg anh em tải thoải mái nha. Con này phối rất ok. Trọng lượng của cần thì cân được là 290g, mã số 21, giá 700.000 nha. Tiếp theo mã số 22 thì ở đây sẽ có một con cần hai khúc. Con này thì của cần là của hãng NFT nha. Đây, NFT hai khúc. Độ dài con này là 2m4, độ cứng hát. Cứng hát thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 100 đến 120 á. Thì ngọn của mình là ngọn đặc nha. Ngọn đặc ngọn tháp và phôi của nó là phôi carbon xoắn hai da này. Của này FT sòng power lớp nha. Đây, tổng thể thế này. Con này ngọn của mình á thì đã bị hụt một xíu nha, nó hụt tầm khoảng 2cm nha. Thì người ta đã gắn cái đầu bu khác cho mình rồi, Fuji xứ xám, khoen nó khoen Fuji 3 chân xứ đen này. Và phôi là phôi carbon xoắn vân. Tổng thể thì con này bị hụt một xíu, hàng nội địa Nhật này. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji DPS. Đây, phôi carbon xoắn hai da toàn thân nha.
tổng thể thế này. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 100 đến 120. Và khoen của nó thì các chân khoen thì nó hơi bị xị xét nha. Đây tổng thể thế này. Nên thích thì về mình lên keo lại vẫn được. Đây khoen Park Fuji. 2m4 độ cứng cao, trọng lượng con này là 260g, mã số 22, giá 600 nha. 600.000 cho mình ạ. Này FT phôi hai da. Rồi cuối cùng thì mã số 23 thì sẽ có một con cần 3 khúc. Con này cũng chuyên dụng với đánh cá tra cá chim. Thì con này cần 3 khúc thì nó sẽ gọn hơn rất mình rất là nhiều. Cần 3 khúc cần này của hãng Daiwa, của sòng cross carbon, hàng Daiwa xuất Nhật nha. Độ dài của cần là 3m, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. Đây là dòng carbon này, phôi hai da toàn thân. Ngọn của mình thì là ngọn đặc ngọn tháp nha. Đây ngọn đặc ngọn tháp. Tháp ở đây. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly, ở đây đóng semi chống nổ. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji này. Đây Fuji 3 chân loại xịt đã xám hết. Tay cầm thì bằng cán mút. Bát con này thì bất vặn nha, Fuji FPS D22. Bát Japan. Tay qua xuất thị trường Nhật, đây có tem nội địa đầy đủ cho mình đây. Những dòng thì đến cá tra, cá chim, tính bộ lực được này. Cứng 80 thì dạng vật cứng cho mình rồi. Đây 3m nha này, đây qua. Phôi hai da toàn thân hết. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 330g, mã số 23, giá 900 nha. 900.000 cho mình ạ. Đây qua 3m, cứng 80. Đây, rất là cứng nha. Rồi tổng thể thì ở đây sẽ có cho mình là 23 mẫu cần. Anh em mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Cho phần từ mẫu cần và gửi qua để anh em tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em một ngày tốt lành nha. Đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe. Gặp lại lần sau ạ.